Khi cuộc chiến với Nga kéo dài, cuộc cạnh tranh nhằm tạo ra những cỗ máy bay ngày càng nguy hiểm hơn cũng kéo dài. Điều đó có nghĩa là một cuộc chiến về chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu liên đới tới Trung Quốc. Được bao quanh bởi những căn phòng chứa đầy bom chùm và bom nhiệt áp chưa hoàn thiện, một người lính thuộc lữ đoàn cơ giới số 92 của Ukraine gần đây đã làm việc ở phần cuối cùng của chuỗi cung ứng chết chóc từ các nhà máy của Trung Quốc đến tầng hầm cách tiền tuyến 5 dặm trong cuộc chiến tranh với Nga. Đây là nơi binh lính Ukraine biến máy bay không người lái nghiệp dư thành vũ khí chiến đấu. Trước một chiếc bàn bừa bộn, người lính gắn một cục pin đã được cải tiến vào một chiếc máy bay 4 cánh để nó có thể bay xa hơn. Các phi công sau đó sẽ buộc một quả đạn pháo tự chế xuống đáy và đâm các thiết bị này vào chiến hào và xe tăng của Nga biến máy bay không người lái thành tên lửa do con người điều khiển. Các phương tiện bay hoạt động hiệu quả trong chiến đấu đến mức hầu hết các cánh quạt và khung của máy bay không người lái chứa đầy trong xưởng ở tầng hầm sẽ hết sạch vào cuối tuần. Tìm kiếm nguồn cung cấp mới cho thiết bị đã trở thành một công việc toàn thời gian. Omalia Revic, 44 tuổi, một sĩ quan thuộc lữ đoàn cơ giới 92, cho biết vào ban đêm, chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ ném bom và ban ngày chúng tôi nghĩ cách để có được máy bay không người lái mới. Đây là một cuộc tìm kiếm liên tục. Hơn bất kỳ cuộc xung đột nào trong lịch sử loài người, cuộc chiến ở Ukraine là cuộc chiến của máy bay không người lái. Điều đó có nghĩa là có sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào các đơn vị cung cấp phương tiện bay cụ thể là Trung Quốc. Trong khi Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất máy bay không người lái cỡ lớn, cấp độ quân sự được Nga và Ukraine sử dụng, thì máy bay không người lái giá rẻ đã trở nên phổ biến ở tiền tuyến hiện nay, phần lớn đến từ Trung Quốc, nhà sản xuất lớn nhất thế giới của những thiết bị này. Điều này đã mang lại cho Trung Quốc một ảnh hưởng tiềm ẩn trong cuộc chiến với các thành phẩm đến từ lĩnh vực điện tử tiêu dùng. Khi quân đội Ukraine xem xét tất cả các loại máy bay không người lái và tái chế chúng để trở thành vũ khí, họ phải tìm ra những cách mới để duy trì nguồn cung và liên tục đổi mới các thiết bị. Tuy nhiên, những nỗ lực đó đã phải đối mặt với nhiều rào cản hơn khi các nhà cung cấp Trung Quốc giảm doanh số bán hàng cho Ukraine do các quy định mới của Trung Quốc nhằm hạn chế xuất khẩu linh kiện máy bay không người lái có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9. Ông Malia Revic, người giúp cung cấp máy bay không người lái cho đơn vị của ông, cho biết chúng tôi đang xem xét mọi cách có thể để xuất khẩu máy bay không người lái từ Trung Quốc, bởi vì dù người ta có thể nói gì đi nữa, họ sản xuất nhiều nhất ở đó. Trong hơn một thập kỷ qua, các công ty Trung Quốc như DJI, Ehang và Autel đã sản xuất máy bay không người lái với quy mô ngày càng tăng. Giờ đây, họ sản xuất hàng triệu thiết bị trên không mỗi năm cho các nhiếp ảnh gia nghiệp dư, những người đam mê hoạt động ngoài trời và các nhà quay phim chuyên nghiệp vượt xa các quốc gia khác. DJI, nhà sản xuất máy bay không người lái lớn nhất Trung Quốc, chiếm hơn 90% thị phần máy bay không người lái tiêu dùng toàn cầu, theo nhóm nghiên cứu Drone Analyst cho biết. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, các công ty Trung Quốc đã cắt giảm doanh số bán máy bay không người lái và linh kiện cho người Ukraine. Theo một phân tích của New York Times về dữ liệu thương mại và các cuộc phỏng vấn với hơn chục nhà sản xuất máy bay không người lái, phi công và huấn luyện viên người Ukraine. Các công ty Trung Quốc khi bán hàng thường yêu cầu người mua sử dụng mạng lưới trung gian phức tạp tương tự như mạng lưới mà Nga đã sử dụng để vượt qua các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ và châu Âu. Một số người Ukraine đã buộc phải xin, mượn và buôn lậu những thứ cần thiết để bù đắp cho những thiết bị thổi bay khỏi bầu trời. Theo Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, một tổ chức tư vấn an ninh của Anh, Ukraine mất khoảng 10.000 máy bay không người lái mỗi tháng. Nhiều người lo ngại rằng các quy định mới của Trung Quốc hạn chế bán linh kiện máy bay không người lái có thể khiến chuỗi cung ứng của Ukraine trở nên tồi tệ hơn khi bước vào mùa đông. Những rào cản này mở rộng lợi thế cho Nga. Theo dữ liệu thương mại, các lô hàng máy bay không người lái trực tiếp của các công ty Trung Quốc đến Ukraine đạt tổng trị giá hơn 200.000 đô la Mỹ trong năm nay tính đến tháng 6. Trong cùng thời gian đó, Nga đã nhận được ít nhất các lô hàng máy bay không người lái trị giá 14,5 triệu đô la Mỹ trực tiếp từ các công ty thương mại Trung Quốc. Theo dữ liệu hải quan chính thức của Nga và Ukraine từ một nhà cung cấp bên thứ ba, Ukraine vẫn thu được hàng triệu máy bay không người lái và linh kiện do Trung Quốc sản xuất, nhưng hầu hết đến từ các trung gian châu Âu. Người Ukraine đang làm việc ngoài giờ để chế tạo càng nhiều máy bay không người lái càng tốt để trinh sát, thả bom và sử dụng làm tên lửa dẫn đường. Nước này cũng đã dành 1 tỷ đô la Mỹ cho chương trình hỗ trợ khởi động các công ty khởi nghiệp về máy bay không người lái và các nỗ lực mua lại máy bay không người lái khác. Những người lính Ukraine vốn bị buộc phải trở thành những người sửa chữa điện tử từ những ngày đầu của cuộc chiến, giờ đây cũng phải trở thành những nhà quản lý chuỗi cung ứng nghiệp dư. Ông Malia Revic kể lại việc các thành viên trong đơn vị của ông gần đây đã tranh nhau mua anten mới cho máy bay không người lái trinh sát để ngăn chặn việc gây nhiễu sóng vô tuyến của Nga. Một người bạn sống ở Boston đã mang về 2 chiếc anten trong một chuyến du lịch. Maria Beklinska, một chuyên gia về máy bay không người lái,
chiến đấu lâu năm và là người đứng đầu dự án Victory Drone ở Ukraine, nơi huấn luyện quân đội sử dụng công nghệ, cho biết, chúng ta phải tái tạo lại các chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp hơn. Chúng tôi phải thuyết phục các nhà máy Trung Quốc giúp chúng tôi về linh kiện vì họ không vui lòng giúp chúng tôi. Bà nói, chiến thắng trong cuộc chiến đã trở thành một cuộc chạy đua marathon về công nghệ. Một cuộc chiến đổi mới. Vào một buổi sáng nóng nực của tháng 8, 20 binh sĩ Ukraine từ 4 đơn vị đã được huấn luyện về một loại vũ khí chiến tranh mới, một máy bay không người lái, dùng trong nông nghiệp được tái sử dụng, có tên là Con Rơi. Bay qua một cánh đồng ngô bên ngoài thành phố Dnipro ở phía đông, các thiết bị này đã thả những chai chứa đầy cát xuống những tấm bạt dùng làm mục tiêu. Những người lính sau đó quay trở lại đơn vị của họ, trên khắp mặt trận cùng với máy bay không người lái, mang theo đạn pháo nặng 20kg có thể nhắm vào xe tăng. Những chiếc máy bay ném bom khổng lồ, chạy bằng cánh quạt được chế tạo bởi Reactive Drone, một công ty Ukraine tồn tại nhờ chính sách công nghiệp của Trung Quốc. Công ty được thành lập vào năm 2017 bởi Oleksiy Kolesnik và những người bạn của ông, sau khi các khoản trợ cấp của Trung Quốc dẫn đến tình trạng dư thừa các bộ phận máy bay không người lái được sản xuất ở đó. Ông Kolesnik đã tận dụng điều đó để tìm nguồn linh kiện cho máy bay không người lái dùng trong nông nghiệp của mình. Sau đó ông bán cho những người nông dân sử dụng chúng để phun thuốc trừ sâu ở miền đông Ukraine. Khi chiến tranh bắt đầu, mọi thứ đã thay đổi. Ông Kolesnik đang đi công tác ở Rumani, đã vội vã trở về quê hương Dnipro. Chỉ trong vài ngày, ông và nhóm của mình đã tái sử dụng máy bay không người lái nông nghiệp cho mục đích chiến đấu. Một sự điên cuồng tương tự đã diễn ra trên khắp Ukraine. Sự khéo léo sinh ra từ sự cần thiết đã thúc đẩy nhiều người tái sử dụng công nghệ tiêu dùng trong các tình huống sinh tử. Máy bay không người lái nổi lên như một loại vũ khí bất đối xứng tối thượng, thả bom và cung cấp tầm nhìn toàn cảnh về các mục tiêu. Trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến, binh lính Ukraine đã dựa vào Mavic, một loại máy bay 4 cánh do DJI sản xuất. Với liên kết vô tuyến mạnh mẽ và khả năng điều khiển dễ sử dụng, Mavic trở nên quan trọng và phổ biến như các vệ tinh Starlink do SpaceX của Elon Musk chế tạo giúp binh lính liên lạc với nhau. Vào tháng 4 năm 2022, DJI cho biết họ sẽ ngừng hoạt động kinh doanh tại Nga và Ukraine. Công ty đã đóng cửa các cửa hàng hàng đầu của mình ở những quốc gia đó và tạm dừng hầu hết hoạt động bán hàng trực tiếp. Thay vào đó, các tình nguyện viên được hỗ trợ bởi các hoạt động gây quỹ trực tuyến đã mang hàng nghìn máy bay trực thăng đến Ukraine, thường là từ châu Âu. Nga đã tìm ra các kênh mới thông qua các nước láng giềng thân thiện, trong khi tiếp tục nhận máy bay không người lái thông qua các nhà xuất khẩu Trung Quốc. Binh lính Nga và Ukraine cũng bắt đầu sử dụng các sản phẩm không dùng máy bay không người lái của DJI, trong đó có một sản phẩm có tên Aeroscope. Là một hộp có gắn anten, nó có thể được thiết lập trên mặt đất để theo dõi các vị trí của máy bay không người lái bằng cách phát hiện các tín hiệu chúng gửi đi. Tính năng nguy hiểm hơn của hệ thống là khả năng tìm kiếm các phi công điều khiển máy bay không người lái DJI từ xa. Sau đó, người ta vội vã hack phần mềm của DJI để vô hiệu hóa tính năng theo dõi. Vào cuối năm ngoái, sự kết hợp giữa các giải pháp phần mềm và sửa lỗi phần cứng, chẳng hạn như anten mạnh hơn, gần như đã giải quyết được vấn đề. Yuri Shchihov, người đứng đầu cơ quan truyền thông đặc biệt nhà nước Ukraine, chịu trách nhiệm về an ninh mạng, cho biết hiệu quả của Aeroscope không giống như một năm trước. Các sản phẩm của DJI tiếp tục có tác động sinh tử. Mỗi lần công ty cập nhật phần mềm, các phi công và kỹ sư đua nhau phá vỡ các biện pháp bảo vệ an ninh và sửa đổi nó, chia sẻ các mẹo trong các cuộc trò chuyện nhóm. Trong một email, DJI cho biết họ đã nhiều lần thông báo cho các nhà phân phối của mình rằng họ bị cấm bán sản phẩm hoặc linh kiện cho khách hàng ở Nga và Ukraine. Vấn đề lớn nhất bây giờ là số lượng máy bay không người lái và năng lực sản xuất. Tại cơ sở của Reactive Drone ở Dnipro, nơi các kỹ thuật viên làm việc trên máy bay không người lái cho tiền tuyến, Kolesnik cho biết hiện tại ông đang nhận linh kiện từ Trung Quốc vì có mối quan hệ cá nhân với các nhà máy Trung Quốc. Ông ấy chỉ gặp phải một trở ngại lớn khi một đoạn video trực tuyến về máy bay không người lái của anh ấy thu hút sự chú ý của chính quyền Trung Quốc và công ty sản xuất chiếc máy ảnh mà ông ấy sử dụng đã công khai cắt đứt quan hệ. Nhưng Kolesnik lo lắng về những thay đổi trong quy định của Trung Quốc, điều mà ông cho rằng có thể khiến việc có được camera quan sát ban đêm cần thiết cho một máy bay không người lái mới có thể tấn công trong bóng tối trở nên khó khăn hơn. Ông nói, ngay cả khi bạn thấy các nhãn hiệu như Mỹ hay Úc trên một bộ phận, tất cả chúng vẫn được sản xuất tại Trung Quốc. Để tạo ra thứ gì đó có thể thay thế Trung Quốc một cách hiệu quả, điều đó thực sự gần như không thể. Giống câu cá hơn là săn bắn. Khi chiến tranh kéo dài, binh lính Ukraine đã nỗ lực chế tạo những chiếc máy bay không người lái giá rẻ của Trung Quốc trở nên nguy hiểm hơn. Một tiến bộ đã tràn ngập mặt trận trong năm nay, những chiếc máy bay không người lái được gắn bom để hoạt động như tên lửa do con người điều khiển. Được biết đến với cái tên FPV, dành cho góc nhìn thứ nhất ám chỉ cách máy bay không người lái,
được điều khiển từ xa bằng kính thực tế ảo, các thiết bị này đã nổi lên như một giải pháp thay thế rẻ tiền cho vũ khí hạng nặng. Máy móc và linh kiện của chúng được bán bởi một số ít công ty chủ yếu là Trung Quốc như DJI, Autel và RoodHPV. Ở miền đông Ukraine, các binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới số 92 gần đây đã thử nghiệm một chiếc FPV trên cánh đồng gần xưởng của họ. Một cựu sinh viên y khoa 19 tuổi trong đơn vị có biệt danh là Darwin dựa vào một chiếc xe tải và đeo kính thực tế ảo. Gần đó, người chỉ điểm của anh ấy, tên gọi Avocado, đã bay một chiếc DJI Mavic lên cao để hướng dẫn anh ấy. Mọi người chúc chúng tôi may mắn khi đi săn, nhưng việc này giống câu cá hơn là đi săn, Darwin nói. Có thể mất nhiều thời gian. Những cặp đôi như Darwin và Avocado đã trở thành đặc điểm thường xuyên của chiến tranh. Avocado, người điều khiển Mavic, có tầm nhìn ở độ cao cao hơn, để cô ấy có thể nói chuyện với người điều khiển FPV Darwin dọc đường tới mục tiêu. Với tai nghe thực tế ảo, Darwin chỉ nhìn thấy được khung cảnh đang lao nhanh bên dưới mình. Thông thường, anh phải bay khoảng 5 dặm hoặc hơn bằng tầm nhìn để tránh các thiết bị gây nhiễu của Nga. Các nhiệm vụ thành công, trong đó một chiếc FPV trị giá $500, hạ gục hệ thống vũ khí trị giá $1 triệu, được tung hô trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chưa đến 1/3 các cuộc tấn công thành công, người điều khiển FPV cho biết. Ở xa mặt trận, các tình nguyện viên và các công ty làm việc để có được càng nhiều FPV càng tốt, trong khi các nhà cung cấp Ukraine cho biết các binh sĩ có thể cần tới 30.000 chiếc mỗi tháng. Chính phủ Ukraine có kế hoạch bảo đảm 100.000 thiết bị trong thời gian còn lại của năm, SHCHO, quan chức Ukraine cho biết. Người Ukraine cạnh tranh với người Nga để mua FPV từ các công ty Trung Quốc sẵn sàng bán trực tiếp. Người Nga thường có lợi thế vì họ có thể trả giá cao hơn và đặt hàng số lượng lớn hơn. Bán hàng cho người Nga cũng an toàn hơn về mặt chính trị cho các công ty Trung Quốc. Escadron, một nhà cung cấp máy bay không người lái của Ukraine, từ lâu đã lấy linh kiện từ Trung Quốc để lắp ráp các phương tiện bay. Người sáng lập công ty, người chỉ cho biết tên của mình, Andriy, vì sợ bị Nga nhắm đến, cho biết để tối đa lợi nhuận, các công ty Trung Quốc phải bán cho cả hai bên. Tôi được các công ty Trung Quốc nói với tôi rằng họ ghét người Nga, Ukraine là tốt nhất, ông nói. Sau đó, tôi cũng thấy động cơ của họ trên máy bay không người lái của Nga. Một ngành công nghiệp máy bay không người lái của riêng mình. Trong một tòa nhà văn phòng được rào chắn bằng bao cát, người đứng sau nỗ lực của Ukraine xây dựng khu phức hợp công nghiệp máy bay không người lái đã truyền điện thoại của mình về phía tôi. Trên đó là bức ảnh về sản phẩm bổ sung mới nhất cho chương trình bí mật của Ukraine nhằm tấn công sâu vào lãnh thổ nước Nga, một máy bay không người lái tầm xa có mũi nhọn và cánh xuôi. Mykhailo Fedorov, Bộ trưởng Kỹ thuật số Ukraine, cho biết hôm qua chiếc bomber mới được hiện đại hóa đã bay tới Moscow. Ông đề cập đến một loại máy bay không người lái kamikaze hạng nặng đã tấn công Moscow một ngày trước đó. Suốt mùa hè, chương trình máy bay không người lái tầm xa đã khủng bố Moscow. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 8, Fedorov, 32 tuổi, đã nhận được tín nhiệm. Ông đã dẫn đầu nỗ lực cải tiến cơ sở công nghệ quân sự của Ukraine kể từ cuối năm ngoái, sử dụng việc bãi bỏ quy định và tài trợ của nhà nước để xây dựng lực lượng tấn công điều khiển từ xa mà nước này có thể gọi là của riêng mình. Điều đó bao gồm việc giúp tài trợ cho chương trình Bomber, cũng như tạo dựng một thế hệ công ty Ukraine mới để xây dựng đội máy bay không người lái. Một phần của ý tưởng là đa dạng hóa khỏi các nhà cung cấp nước ngoài như Trung Quốc. Fedorov, người có bộ chuyển đổi kỹ thuật số, đang giám sát dự án của chính phủ, chi $1 tỷ cho máy bay không người lái trong năm nay, cho biết nhà nước phải tạo điều kiện tốt nhất, cung cấp kinh phí để chúng tôi giành chiến thắng trong cuộc chiến công nghệ chống lại Nga. Ông thừa nhận rằng một số công ty nhỏ hơn phải đối mặt với các vấn đề từ các nhà cung cấp Trung Quốc, nhưng nhìn chung, đó không phải là trở ngại lớn. Tất nhiên, họ đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, nhưng để nói rằng có một số vấn đề lớn đến mức ngăn cản sự phát triển thì không hề có chuyện đó. Xung quanh Kiev, hoạt động này có thể nhìn thấy được. Các công ty mới đang phát minh ra phương tiện bay tự chế trong các xưởng ẩn. Các dãy núi được bao quanh bởi các cánh đồng hoa hướng dương và hạt cải dầu tràn ngập các thiết bị kỳ lạ mới trải qua hàng loạt cuộc thử nghiệm trước khi được phép tham chiến. Tinh thần khởi nghiệp có giới hạn của nó. Các nhà sản xuất phàn nàn về các hợp đồng quy mô nhỏ từ chính phủ, tình trạng thiếu vốn và thiếu kế hoạch. Những người hoài nghi cho rằng chính phủ đang thực hiện một thử nghiệm có rủi ro cao mà hoạt động kinh doanh sẽ gặp khó khăn mặc dù không có sự thay thế nào cho máy bay không người lái của Trung Quốc. Việc thay thế Trung Quốc trở thành nguồn cung cấp máy bay không người lái như FPV và Mavic có thể khó khăn, nhưng các dấu hiệu dự kiến cho thấy Ukraine đang tìm kiếm các bộ phận từ châu Âu, Hoa Kỳ và các nước khác như Đài Loan cho một số máy bay không người lái tiên tiến. Ukrspec System, một công ty ở Kyiv chuyên sản xuất máy bay không người lái trinh sát cánh cố định, cho biết trong một tuyên bố rằng các vấn đề về chuỗi cung ứng với Trung Quốc đã khiến họ phải nhìn ra ngoài nước này.
Ngày nay, chúng tôi hầu như không sử dụng bất kỳ linh kiện nào của Trung Quốc, vì chúng tôi thấy và cảm nhận được cách Trung Quốc cố tình trì hoãn việc giao bất kỳ hàng hóa nào cho Ukraine, họ nói. Theo The New York Times, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.